Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, xin chào các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta sửa một bộ micro gửi đến từ quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Buồn cười, bộ này bạn ấy gọi cho mình. Thế là bạn ấy cứ bảo đuôi 74. Bạn ấy bảo anh sửa gấp cho em đuôi 74. Thế là mình tìm đuôi 74 mình sửa. Thế cuối cùng là sửa cho một bộ ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thế là bạn ấy mấy lần bạn vào YouTube mình, bạn comment là anh ơi sửa cho em chưa, bảo đuôi 74 anh sửa xong rồi. Thế là đến lúc mà bảo em chưa thấy video đăng mic của em sửa. Và cuối cùng hóa ra là 74, nhưng mà lại không phải là, nếu mà số thứ 3 thì nó lại không phải của bạn ý. Hay là bạn này bạn đóng hộp rộng ra thoải mái này. Nào mà xem nào, bộ mic của bạn này. Ok, để mình xem nào. Nào, mic gì nào. Thấy bạn ý bảo là mic Shure các bạn ạ. Đóng gói quá cẩn thận luôn. Đã đóng hộp xốp ngon lành rồi lại còn đóng cái này đấy. Mình rất thích những cái bạn nào mà đóng gói cẩn thận như này. Nói thật ra là bảo vệ thiết bị cho các bạn. Như quả vừa rồi mình có quay con UGX9, Shure UGX9 đấy, ba cái đóng ấy. Lên mà cuối cùng là bị bên vận chuyển quăng quật cong hết cả tai và micro. Nên là thứ nhất là các bạn lên đóng kỹ càng này một chút. Và các bạn yên tâm là khi mà mình trả hàng về mình cũng sẽ đóng cho các bạn hết sức cẩn thận như này. Ây giời, lại còn trên trong này nó nhét xốp này. Tuyệt vời. Đấy. Đóng như này mới yên tâm đi. Đấy, lại còn xốp thế này. Rồi. Bạn này yên tâm, khi mà giả hàng về mình cũng sẽ đóng chất lượng như thế này các bạn. Ây da, cái khóa nó hơi bị hỏng. Quá cẩn thận luôn. Bộ này là bộ Shure chất lượng đấy bạn ạ. Mà nhìn này, bộ này là bộ chất lượng đấy. Bộ Shure này thì nó không như kiểu mấy con UGX9, UGX8 này. Mà bây giờ là hàng nhái nhiều quá các bạn ạ. Hôm vừa rồi sửa con UGX9 25 mã mà mình choáng luôn. Xong rồi lại còn con UGX23 này, ruột. Còn linh kiện điện trở 103 10K. Đây là các bạn này, nếu mà đối với anten nha các bạn, đóng các bạn đừng cắm vào trong này nhé. Các bạn dỡ ra như này xong rồi các bạn đóng vào. Các bạn bác ở Vĩnh Phúc, bác cắm vào là vỡ luôn cái cọc anten này. Đó. Vỡ luôn cọc anten rồi thì cuối cùng mình phải tháo một bộ mic Shure xịn của mình nha. Để mình tháo cái rắc anten mình thay cho bác. Đúng là bác ấy đóng gói đã nó không tốt, thế là bên vận chuyển quăng quật thôi. Thế là bởi vì cái đấy nó có tai bắt vít vào tủ rách ấy, thế là quăng méo hết cả tai. Xong rồi anten cắm vào, anten cắm vào, thế là quăng thì cái cọc anten này này nó đập cho vỡ toác cái gang ở đây các bạn ạ. Ây giời, còn buộc cẩn thận thế này nữa, uy tín thế nhỉ. Úi giời, ăn tèn duyệt con motor chiếc này không có chân à, chân mỏng ấy. Shure LX882 25 mã dual channel wireless. Bộ này mà hiện tại em có bộ mic Shure LX882 bị hỏng một vế tay bên phải, hiện tượng là không bắt được tín hiệu. Em đã tháo côn của bên phải lắp sang bên trái để kiểm tra. Tức là cái côn, tức là cái côn đầu mic này các bạn này. Thì côn tay phải vẫn hoạt động bình thường, nhờ anh kiểm tra sửa chữa giùm em. Rồi ok. Bây giờ chúng ta đi cắm cái này là có mic trộn này và mic tách này. Đó. Bây giờ chúng ta đi 12,5V nha. Lõi là dương. 12V rưỡi này.
Đó. 12 volt rưỡi. On. Đã lên. Ở đây là có power này. Sóng RF, khi có bát anten tốt thì nó lên RF này, còn speak là tiếng nhá. Mình volume mình sẽ cứ để một lửa. À, ở đây mình sẽ có hai jack. Với lao kêu thì nó sẽ kêu về đấy này các bạn này. Đó. Để mình xác nhận là rõ ràng này. Đầu tiên mình liên quan đến không lên thì mình cứ cắm anten vào cho nó an toàn. Ôi, cái anten này chất lượng thật. Mic chất lượng. Cái anten nó cũng chất lượng các bạn ạ. Bây giờ Shure UGX nó giả nhiều quá. Nói chung là nếu mà tiếng mic Shure thì nó hay đấy. Nhưng mà các bạn mua phải mic Shure giả thì buồn. Nhiều hàng nhái lắm, bây giờ quá nhiều hàng nhái luôn. Cái này chắc pin 9V quá. Rồi, pin 9V. À, đây. Wow, đầu tư ít pin 9V này. À, chúng ta thử nhé. Rồi cả âm thanh luôn. À, sao nào. Bật lên rồi này. Mic không nhận sóng. Khả năng mic số 2 là mic này ở bên tay trái. À, tay phải các bạn này. Mình tắt thì có tiếng bịch ra loa. Đấy, có tiếng bịch ra loa. Alo. À, mic 1. Sau đó đèn RF lại không lên. Cái đèn RF là hỏng rồi. Alo. 1, 2. Ủi, tiếng mic này tối quá. Tiếng mic này không hay. Alo. Alo. Bạn to gần như hết cỡ mới đủ lớn này. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo. Đây mình quay góc hẹp lại cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn đèn RF không sáng này. Nhưng mà speak kêu này. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi vậy là mic mic này mic kênh đấy thì ok rồi. Vậy còn kênh này bạn nào không kêu này. À, kênh B này, mình sẽ thử kênh B nhé. Lơ mơ về tay mình nó lại kêu, nó thấy thợ, nó sợ. Nào. Pin mới thì cho đỡ đổi tại là pin kém nhé. Đèn RF lên này. On này, con này cũng màu xanh, ơi chà. Có một cái thường thường là màu xanh màu đỏ. Alo, vậy là kênh này là không bắt được RF, ít nhất là RF cái này nó phải lên cơ này các bạn này. Để RF nó không thèm lên này, mà nó kêu bình thường. Alo. Cho nên là khi mà đèn RF không lên này thì chúng ta là không biết, không hiểu là nó có bắt được sóng hay không. Đấy. Ví dụ cái như cái bên này là may là alo thì nó lên thì mới biết là nó bắt được sóng. Còn như cái này mà không biết là bắt được sóng hay không các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi check lỗi nhá. Một là cái này là mic tần số cố định, cho nên là coi như tay một chúng ta không cần quan tâm nữa. Có thể là mình sẽ kiểm tra cái đèn RF cho bạn ấy để xem nếu mà nó hỏng led hay là gì thì mình sẽ sửa led cho bạn ấy. Còn cái tay này bây giờ một trong hai tay, một là hỏng ở đây, hai là hỏng ở đây. Nếu mà cái này nó phát tần số ra mà cái này không bắt được là cũng hỏng nhá. Hoặc là cái này là không phát được tần số, cái này có thu cũng không thu được nhé. Bây giờ một đối với cái mic mà nó có hai tay sóng độc lập này thì chúng ta lại phải đi check cả hai nơi, vừa check tay và check đầu thu. Bây giờ mình sẽ tháo đầu thu trước để mình kiểm tra cái đèn RF này và đồng thời mình kiểm tra xem khối khuếch đại tần số bên này như thế nào nhé các bạn nhé. Ok các bạn, mình đi mình tháo đầu thu. Ok rồi các bạn ơi, đây mình đã tháo đầu ghi nha. Đầu tiên thì mình quan tâm đến các cái chi đáp trước. Mình thấy đầu ghi đã tháo ra sửa rồi. Cho nên là hôm trước mình có sửa một cái mic giống như thế này. Mic Sony đấy, đơn giản nó chỉ hỏng mỗi cái chi đáp này, nó không ra tiếng nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quan tâm đến cái đèn này trước nhé các bạn nhé. Để chúng ta kiểm tra xem tại sao cái đèn này nó không sáng. Là mở hộp ra này. Bây giờ mình tìm cái mic số 1 này. Mình cắm âm thanh vào mic số 1, mình thử nói xem. Để chúng ta quan tâm đến cái mic số 1 này trước này.
xử lý cái phần. Alo. Alo, alo, alo. Mình sẽ đo điện áp trên cái đèn RF này, xem nó có điện không. Con IC này nhìn giống con IC của UGX9 lắm các bạn ạ. Nào xem nào. Đối với cái mạch mà nó cố định sạch tần số này các bạn nhé, thì thường thường nó sử dụng thạch anh dao động giống nhau. Ở đây con này sử dụng quận trung tâm này. Đây bây giờ mình xem đèn này có điện không này. Ôi dồi, có tận 9V thì đèn chết là cái chắc đây. Các bạn ạ. 9V thì đèn chết chắc. Không ổn, không ổn. Bây giờ mic này không này, bây giờ mình tắt thử xem nhá. Mình tắt mic thử xem nó 9V nó tụt xuống đâu. Làm gì có cái đèn led là nó chịu được tận 9V này này, kinh khủng vậy. Tắt này. Tắt về không nhá. Rồi bật lên này. Khoảng 9V vào luôn này, vậy là con này có thể mình sẽ cho qua điện trở là nó lên bình thường. Rồi. Hoặc là mình kiểm tra xem con điện trở hay là con ghim áp của nó xem nó có vấn đề gì không. Và bây giờ mình tiếp tục mình vào con mic B nhá. Mình bỏ mic A ra đây. Mic A là 182. Còn mic B là 172. Mic B lại tần số thấp hơn. Nào mình bật mic B lên mình đo đèn này. Kéo lại 9V lắm. Này xem nào. Không có điện áp các bạn nhá. Vậy là không bắt được sóng. Mic B không bắt được sóng. Không có dao RF. Cẩn thận nữa thì mình vào hoang tan. Nếu nó bắt sóng kém hơn các bạn, thì cứ vào hoang tan đi. Đi đâu nó bắt sóng kém hơn. Nào, mình đo lại quả 9V trên này. Bởi vì đôi khi đèn mà phi ra nó chết chẳng hạn. Nào on này. Vẫn không có điện áp trên con đèn này các bạn nhé. Rồi vậy là sóng RF chưa bắt được. Các bạn ơi, mình đo khả năng con led nó chết rồi. Nhưng mà thôi, cái đấy không quan trọng nữa. Bây giờ chúng ta bỏ cây nhà trở lại nhé. Mình vứt cái mic cây nhà này. Bây giờ chúng ta cái điều chúng ta quan tâm nhất là kênh B. Bây giờ là mình sẽ đo các mức điện áp để mà cho đơn giản nhất là chúng ta sẽ so sánh. Cái việc so sánh là cái việc làm mà rất hay khi mà chúng ta sửa hai mic, mic có mic kép các bạn ạ. Bây giờ ở đây nó có hai con IC dao động này. Đó. Thì các bạn cứ đo so sánh hai con này là các bạn ra được cái chân mà nó không hợp tác nhá. Mình sẽ kẹp mát vào vỏ và anten đi. Anten là chính là vỏ máy này. Đây là cái phương pháp là đơn giản nhất để chúng ta sửa chữa. Bây giờ mình đo chân số 1 nhé. Chân mic này thì nó chân con IC này nó đá mỗi vế một chân này. Ví dụ chân số 1 này 2.4 này. Chúng ta đo số 1 lên này. 2.4 đúng không ạ? Chân số 2 này. Chân 2 đá sang bên kia này. Cũng 2.4 này. Vậy là giống nhau này. Chân số 3 này. Chân số 5 này. Chân số 7 này. Chân số 7 là 5V. 1 này. 3 này. 2 này. 5 này. 1 3 5 7. Chân số 7 là 5V này. Chân số 5 này. 2.1 này. 1 3 này. 5 này, 2.1 này. 1 3 5 9 này, 4.48. 9 là 4.48. Rồi. 11 13 15. 15 là 0.8. 13 nó lối tiếp mà qua cuộn dây chắc chắn là nó sẽ là 4.8 hết rồi. Rồi bây giờ mình đo sân chẵn nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. 8 là chân 5V. 2 này, 4 này, 6 này,
8 là chân 5V này, 10 này, 12 này, 12 là 6V. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười sáu vôn. Tám là không vôn. Hai, bốn, sáu. Hai, bốn, sáu, tám. Tám đây là có 5V. Xem nào. Đúng không? Hai, bốn, sáu. Tám. Tám có 5V, mười. Mười không vôn. Vậy là chân số 2 bên này. 2, 4, 6, 8, 0V. 2, 4, 6, 8. 8 là 5V. 10 là 0V. Rồi, chuẩn. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 là 6V. 14 là 4V. 6V, 4V và 4V2. 6V. 4V. 4V. Rồi. Vậy là tất cả các thuận dây, tất cả chân của con IC dao động tách sóng này là nó tương đương nhau. Bây giờ là đầu tiên là chúng ta phải xác định được là chiếc nào nó IC này thì không vấn đề gì rồi này. Về tần số bắt đầu từ anten đi vào, chúng ta phải mở hộp kênh nha, xem. Việc này thì nó sẽ khá là phức tạp, thế là nhổ được hộp kênh ra. Thì bây giờ mình đi kiểm tra mic trước. Đầu ghi thì IC dao động thì không vấn đề gì rồi, bây giờ còn IC thu sóng thôi, anten nữa các bạn ạ. Mà bây giờ mình đi kiểm tra phần micro các bạn nhé. Bạn ấy đã tháo micro ra và bạn ấy thay củ mic này sang bên kia thì kêu bình thường. Đây, mình sẽ đo cái nội trợt củ mic. Nội trợt củ mic là chân giữa và chân ngoài. 272 ohm thôi à. À, con này nó có mạch các bạn ạ. Mic này nó sẽ phức tạp, nó có mạch ở trên. Đó, nó có mạch ở trên và nó liên quan đến đây, kênh A đây. Đây mình đo, mình alo thử kênh A cho bạn nhé. Củ mic cân B là lắp sang kênh A là alo. Để mic nhé. Củ mic kênh B lắp sang kênh A này. Alo 1 2. Đó, vẫn kêu các bạn nhé. Alo 1 2. Đấy, bây giờ củ mic kênh A thì nó chuẩn rồi đúng không ạ? Vậy là không phải do đầu mic này. Đấy, bạn ấy bảo thế. Bây giờ mình chỉ quan tâm đến cái củ mic kênh B này thôi. 272. Cái này là 182. Đây, chúng ta đi tháo cái này ra, chúng ta set nha các bạn nhé. Ok. Để mình đi mình tháo micro. Rồi, mình đã tháo được cái bộ mic này ra rồi. Cái điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là cái mạch này nó bị hoen các bạn ạ. Nó bị hoen khá nhiều. Tức là oxy hóa đấy. Đó. Nó bị oxy hóa khá nhiều. Con chiết áp 223 này thì là con chiết áp để điều chỉnh cái tần số. Cái thanh trầm nó đang là 12K. Khả năng là nó hai chân chật nhau rồi. Đây là con diode này. Để mình đo con diode xem nào. Chính xác hơn nó là quận L thì phải. Quận L vẫn tốt các bạn nhé. Đúng rồi, quận L vẫn tốt. Bây giờ điều đầu tiên chúng ta sẽ phải đo nội trở. Nếu mà nó đo điện áp chứ, quên để mà nội trở. Chúng ta sẽ phải đo điện áp trên các chân này. Ví dụ những cái con chân gì to này là nó phải khuếch đại này. Ví dụ con thạch anh này phải có nguồn này, và thạch anh này nó phải dao động này.
Đấy, chúng ta sẽ sử dụng Oxino để chúng ta đo xem nó phải dao động không phải có nguồn. Ok các bạn. Ok, mình đã cho pin vào, bây giờ chúng ta đi đo cái điện áp nhé. Tất cả những con chăn tinh to đều được cấp nguồn này. Đầu tiên mình đo điện áp 9V trước này. 8V6, ái chà. Sẽ tụt áp đây, còn 8V6 thôi. Nào xem nào. Xem là pin này mấy vô. 9V2 cơ mà, cắm vào tụt tận 8V6. Hai con này bị ăn nguồn rồi. Ai chà, tụt mất 0.4 vôn trừ này, 9V này, 8V6 nào, chân con C con trỏ này là phải có nguồn này, chân E nó này 0.25 thì chân B là 0.6 này, đây đang không có nguồn vào chân B này, cái gì vậy, nóng á? Con nào nóng nhỉ? Mình cảm giác nó nóng mà không sờ thấy con nào nóng các bạn ạ. Nào bây giờ mình đo nguồn này. 8V mạch là chạy 8V luôn, không phải ý kiến đâu. Thôi để đang đo chăn lên to, ví dụ như con này đang không có điện này. Và chân B con này không khuếch đại này. Các bạn thấy có 100 mini không? Thì làm sao mà con này chạy được, con này không hoạt động này. Để mình xem con này chăn to hay diốt nhá. Chân C nó có nguồn rồi này. Mà chân B E của nó không có nguồn này. Và chân B nó này cũng không có điện áp này. Vậy là vẫn đi một con này. Con này này, con thứ hai này, chân B này 1V3 này, chân E là 0.6 à. Cũng 1V3, ồ. Sao lại điện áp bằng nhau thế này thì khuếch đại sao được. Rồi, hai con. Con này 8V này. 1V4, con này 1V4 nốt à? 1V1. Vẫn chưa đạt. Chưa đạt yêu cầu các bạn nhá. 8V. 0.9, chân này 0V. 3 đấy, con này là hoạt động này. Tiếp tục này. 5V. 2V4. Ai giờ? 1V8, 2V4 là 0.6, vậy là hai con đầu tiên hoạt động. Hai con, ba con này là không hoạt động, mình cảm thấy thế. Nào mình đo sâu hơn thế nào. 0.25. 1.4, và con này cũng 1.4. 1.1, tức là chưa hoạt động. Chưa hoạt động, con này không chưa hoạt động. 8V. Con này cuộn L. Thạch Anh xem nào. Thạch Anh nó phải có điện nhé. 2V5, 2 chân. 2V4. Rồi bây giờ mình đi mình đo Thạch Anh dao động nào. Mình đang cảm thấy là cái chân con này trở lại nó hoen kinh quá. Chắc là phải vệ sinh trước khi sửa chữa các bạn ạ. Nào mình xem con ổn áp xem nào, chạy không nào. Ổn áp 21V đây. 8V này. 5V, ổn áp 5V. Nào tiếp tục đo con chăn này này. 8V này. 300 mini thì chân này làm sao mà âm được. Vậy là con này cũng không hoạt động này. C300 này. 0.6 này. E0 này. C này không có nguồn này. Chắc là đi chúng ta đi dò mạch để chúng ta kiểm tra xem những con đó nó có hoạt động không các bạn ạ. Lý do vì sao mà nó lại không có nguồn, hay là nó khi mà IC điều khiển bắt đầu nó mới đóng điện đó, cái đó là điều chúng ta phải quan tâm. Sao tất cả các chân này 4V1 hết này, con này khuếch đại 4V8 à? Đúng rồi. Và sao tất cả các chân đều có điện hết. Con Thạch Anh này nó sẽ giống con Thạch Anh ở trên đầu thu các bạn nhé. Tức là về chỉ số ấy. Ví dụ con này là 10 mê à. 19226. Ai chà, khoái thế.
Nào, để mình lấy Oxino mình đo xem có được 19226 không nào. Đây, các bạn ơi, Thạch Anh 192 đây. Thạch Anh nó dao động 192. Các bạn thấy không? Chân thứ hai của nó này. Chân thứ hai. Chân thứ hai nó đang bị loạn. Chân thứ hai không được à? Chân này chân dao động đấy, bị nhiễu này. Sẽ có một mê. Chân thứ nhất 192. Chân thứ hai mình thử cho bật thang nhân 1 cho nào. Ăn nhân 10 cho nào. Nhân 10 sợ không bắt được. Đó, nhân 1 thì bắt được. Không bắt được. Con này sao lại dao động một chân à? Một chân lối mát à? Đây mình không thấy một chân lối mát mà sao lại không có dao động chân thứ hai nhỉ? Mà con 19226 này đúng không? Khó tay khó tìm đấy các bạn ạ. Con này là đá vào cái chân con chân chính to. Không lên được. Không lên được. Mà con chân đầu tiên thì phát lên luôn. Đó, 192, đẹp luôn. Khả năng chân kia nó lối mát đâu các bạn. Đây, sóng này. Chân thứ hai nhiễu ấy. Chân thứ hai này khá là nhiễu. Mình xem chân thứ hai, ơi giời. Mặt rưỡi hoen này, các bạn nhìn qua khe thế. Pin 9V này ít khi nó bị chảy. Hy vọng các quận này chưa ai ngoáy vào. Rồi, bây giờ mình nhìn cái mạch bẩn quá, mình đi vệ sinh mạch trước đi. Các bạn ơi, mình đã phải tháo toàn bộ đầu ghi và tay mic ra này. Mình đã so sánh hai điện áp và tần số dao động, Thạch Anh dao động. Thì cái mic mà nó bị hỏng này, nó rất là bẩn, bẩn cả mặt dưới ở bên trong lòng này luôn. Mà mình đã phải vệ sinh sạch sẽ. Và khi sau khi vệ sinh sạch sẽ thì cái tần số dao động ở trên chân còn lại của Thạch Anh nó đã lên được rồi các bạn ạ. Đó, lúc đầu mình đo là nó không lên tần số dao động. Và bây giờ mình đã đo lên được rồi các bạn nhé. Cái chân số 2 của nó ấy, lúc nãy là chúng ta đo chân số nhất thì nó đúng tần số là 10 mấy nhá. Đây là 19,2 đúng không? Đây mình đo các bạn xem đây. Đây 19,2 này đúng không ạ? Và chân số 2 bây giờ nó lên được 54 mê này. Đó, tức là sau khi mà vệ sinh xong thì nó mới lên được cái tần số dao động. Cái máy này nó lại bị lỗi tận hai vị trí, lỗi cả đầu ghi, lỗi cả tai mic. Cũng may là có cái tai mic thứ hai, mình kiểm tra so sánh và mình thấy được là có sự sai khác. Mọi thứ ở đây đều giống nhau hết này. Nhưng mà khi mà đo ở tần số trên chân này thì cái con Thạch Anh này nó dao động đều cả hai chân, cả hai chân đều có dao động. Bên này 21MHz chuẩn luôn. Còn bên này nó sẽ ra bằng 1/4 hay 1/3 của số trên này. Thì bên này là một bên có và bên không. Và mình đã sửa thì nó đã hoạt động rồi này. Và khi bây giờ mình sửa thêm một cái nữa. Đây, một con chiết áp này hư hỏng nhá. Thì nó, nếu mà nói về chiết áp thì nó không liên quan gì đến tần số. Nhưng mà con chiết áp này nó lại ở cái dạng là chiết áp tắt bật nguồn các bạn. Nó tắt bật nguồn cho mic. Còn đèn led này mình đã nhổ ra này, hỏng bỏ đây. Tức là chân con chiết áp này thì nó đưa vào con 4558 này để làm sao để điện áp 9V này, đây điện áp 9V đây, nó đi qua con chiết áp này, chân một chân chiết áp lối mát, chiết áp 10K. Thì
thì nó chia cái điện áp vào chân số 5, tức là nó chia điện áp vào chân số 5 cho con 4558 là bệnh. Tương tự như thế thì con chia áp bên này là chia điện áp vào chân số 3, nó tạo ra một cái mắt ảo các bạn ạ. Lý do tại sao mà mình cứ bật micro kênh B lên thì nó có tiếng ù, có tiếng ù ra loa. Chúng ta không để ý nhưng mà nó có một tiếng ù ra loa, thì mình bảo là khả năng là có về phần điện áp có vấn đề. Tức là nó vẫn bắt sóng nhưng mà nó ù ra loa thì chắc chắn là nó sẽ sinh nguồn ở 4558 dò nguồn. Chính vì thế cho nên mình đã phải đi mình kiểm tra tất cả nguồn của 4558. Nhưng mà khi mà đi đến con 4558 này, mạch bật tắt nguồn hai con chan này nhé, thì cứ bật micro lên thì hai con này nó chân B, nó tắt micro chân B nó có điện thì nó dập toàn bộ ở đây xuống mát. Tương tự bên này thế, nhưng mà khi cái con hai con chan này thì lại được điều khiển từ cái xung điện từ con 4558 này xung ra. Bởi vì nếu mà cái mát ảo này mà không có, ví dụ là chân 8 là 9V đúng không ạ, thì chân 4 này nó phải là chân 5, chân 3, chân 5 nó phải là 4V. Thì nhưng mà ở đây nó lại không ra được các bạn ạ. Nó lại không ra được. Thành ra là con này nó luôn luôn nó ở chế độ là tắt mic, nó không cho phát sóng, không cho cái đèn này sáng này, không cho mạch này hoạt động. Nó cắt toàn bộ phần âm thanh ra. Thành ra là một con này hư hỏng và dẫn đến một loạt đằng sau hoạt động sai chức năng luôn. Thế là cuối cùng là mình đo thử con điện áp này y như rằng thấy hai điện áp của hai con này nó khác nhau này. Và 458 mình thấy sao lại điện áp chân 458 nó lại khác lạ. Và cuối cùng là đi kiểm tra con chiết áp này y như rằng chiết áp này, con chiết áp này đã từng bị thay một lần rồi các bạn ạ. Tức là đã có thợ thay một lần rồi. Mình thấy nó lại cao lênh khênh, cao hơn con chiết áp này. Và mình đi kiểm tra chân IC thấy nó không hợp lý, cái là mình đi nghi ngờ con chiết áp lênh khênh rồi. Và cuối cùng là nó do chiết áp thật các bạn ạ. Và bây giờ là lỗi hai lời. Một là lỗi tay thạch anh dao động được có một chân kia không dao động. Và ở trên này hỏng con chiết áp này. Và bây giờ micro đã hoạt động rồi. Bây giờ mình đi mình hàn đốt con đèn mũ cam này, xong rồi chúng ta lắp mic vào để test thử các bạn nhé. Ok. Ở đây mình có cái lát vàng đúng với cả yêu cầu của bạn này. Đó. Có thể là con này của mình là màu nó sẽ sáng hơn con này, nhưng mà nó cũng là màu vàng nhá. LED này nó công suất là lớn hơn các LED nhỏ này, cho nên mình phải lấy đủ đúng theo LED to này để mình thay. Nếu mà chúng ta đo điện áp trên con LED này thì nó lên tận 9V rồi các bạn ạ. Còn mình không biết là khi vào LED nó thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà bật lên tận 9V này, đó, không biết là khi mà không có nội trở thì nó có thể là nó tăng lên. Đó. Nếu mà đo với mát nhá là 9V luôn này. Đó. Mạch này là 0V này. Đó. Cho nên là khi mà bật mic lên là nó ra điện. Đáng nhẽ nó phải ra điện áp ở đây là 3V thôi, nhưng mà đây 2V thôi. Mà hiện tại bây giờ đang 9V này. Cho nên mình đang phải kiểm tra thử xem. Ví dụ như bên này này các bạn này, nó ra có một vô 9 đây này. Đó, cho nên bây giờ có khả năng mình sẽ phải đi kiểm tra xem tại sao đây nó lại ra 9V. Điện áp chân này ra 0V này. Đây nhé các bạn nhé. Ví dụ mình đo với mát này. Đo với mát chân này, chân IC ra này 0V này. Còn chân IC bên này này, đấy, nó ra tận 9V4. Vậy là con IC này nó đang thiếu cái gì ở đây? Thiếu cái gì đây mà nó đang không ra được 9V các bạn này? Khả năng con chan này nó không đóng điện hay là gì đó. Để mình dò mạch xem con chan này, con điện nào đóng điện cho con đèn này mà đến nỗi mà lên đến 9V này, để mà nó chết các bạn ạ. Tức là nếu mà cấp nguồn vào của nó là 9V đầu này, chân này, thì chân kia của nó phải tương đương 9V. Ví dụ nó chỉ tăng giảm từ 7V đến 9V thôi. Nhưng mà đây nó lại tụt một phát xuống 0V, cho nên cháy con nát này đương nhiên rồi.
Như thế mình đi dò lốt con nét này, xem vì sao mà nó chết trước khi mình thay nhá. Ok rồi các bạn, đèn led đã sáng rồi này. Đó, và về mình đo điện áp trên chân của nó nhé. Nó sáng như thế này chắc chắn là điện áp nó chỉ còn 2V thôi. Đây. Đó. 2V. Đó các bạn thấy không? Vậy là ok rồi nhá. Mình sửa xong cái mạch này rồi này. Bây giờ chúng ta đi lắp mic vào này. Lắp mic vào này, lắp mạch vào, có thể mạch này để nguyên như này. Chúng ta lắp mic vào để chúng ta ăn lâu thử rồi các bạn nhé. Bây giờ cũng 11 giờ rồi, cho nên mình có thể mình sẽ thử nó nhỏ rồi, không ảnh hưởng hàng xóm các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình vào mic A trước này. Mình alo này, alo, đã thấy đèn lên rồi này. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là mic A ra rồi các bạn nhé. Mình tắt mic A đi này. Mình lên mic B nhé. Đó này, on này, đó, sóng nó lên này. Đó, và bây giờ mình alo này, alo, alo, các bạn thấy nháy không? Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, alo, alo, alo. Vậy là cả hai mic ok rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắm vào mic trộn này, mình xem cái giáp trộn này nó có kêu không nhé. Giáp 6 ly rồi. Khi chúng ta sửa chúng ta sẽ thử toàn bộ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tay A này. Alo, 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 volume lên nào. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây này nó lại hỏng rồi các bạn ơi. Đó, có vấn đề rồi. Alo. Mình vừa sửa chân cái IC này xong mà bây giờ nó lại ra rồi. Sao lại kéo nhanh thế? Alo, 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 alo. Khả năng lực tâm mơ mình sẽ lắp cho nó thêm một con chống chết rồi. Bực mình quá. Ok các bạn, vậy là về phần micro số 2. Cái quan trọng nhất là chúng ta đã sửa xong cả micro số 2 lên rồi nhé. Còn cái sửa cái led này thì nó đơn giản rồi, cho nên là khả năng mình sẽ không quay video sửa led nữa. Bây giờ cũng muộn rồi, cho nên là mình sẽ không quay video nữa. Và để mình lắp cái này trở lại ngày mai mình dự kiến cho bạn sớm. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay cho mình xin một like để ủng hộ nhé. Nếu các bạn muốn đồng hành cùng sửa chữa đôi điện Dũng Ngân trong các video tiếp theo về sửa micro không dây hoặc là các thiết bị âm thanh thì có hai cách. Một là các bạn theo dõi fanpage sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên Facebook. Cách thứ hai là các bạn theo dõi sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên YouTube nhé. Các bạn có thể vào thanh tìm kiếm YouTube, xong các bạn gõ chữ sửa chữa đồ điện Dũng Ngân là các bạn ra kênh của mình, và trong đó có rất nhiều video về sửa micro, về sửa âm ly cũng đầy các kiểu. Các bạn sẽ trải nghiệm được rất nhiều view, và mình nói rất là kỹ, cho nên là các bạn có thể nếu mà các bạn, nhất là một bạn mới vào nghề ấy, thì có thể là học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để làm máy. Có những cái rất đơn giản mà chúng ta phải học những âm ly ở nước ngoài, những cái kiến thức từ nước ngoài người ta làm này. Và mình thấy nó hay và mình đã áp dụng vào những cái việc sửa chữa của âm ly này, hoặc là cũng những thiết bị ở sau khi chúng ta sửa chữa. Đấy, cho nên là các bạn, nếu mà các bạn xem được video của mình tổng thể toàn bộ thì nó có nhiều cái nó rất là hay. Ok, sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Cảm ơn các bạn nhé.